Kênh Bếp Yên Bình xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một món bánh bột mì rán ăn rất là thơm ngon. Nguyên liệu và cách làm món bánh này á thì rất là đơn giản, dễ dàng, nhanh gọn. Mình nghĩ là ai cũng có thể làm được. Bước đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị cái phần dầu bột trước. Mình sẽ sử dụng là một muỗng canh bột mì và 2 muỗng canh dầu ăn, hoặc là các bạn thay bằng bơ tan chảy cũng được nha. Bây giờ mình khuấy, mình trộn cho hỗn hợp này nó hòa quyện, cho bột nó tan ra. Mình khuấy, mình trộn cho bột nó tan, nó hòa quyện mịn màng như vậy là được rồi. Tiếp theo mình chuẩn bị cái phần vỏ bánh. Đầu tiên mình sẽ sử dụng là 200g bột mì. Hôm nay mình dùng bột mì đa dụng. Và 2g muối. Mình cho muối vào tô bột á, mình trộn đều lên. Tiếp theo mình sử dụng 150ml nước hoặc là sữa tươi cũng được. Mình cho nước vô chảo, mình nấu cho chảo nước nó sôi đều lên. Chảo nước mình nấu nó đã sôi đều rồi, bây giờ mình đem cái nước sôi này đi để mình pha bột luôn. Mình cho nước sôi vào bột á, mình chia nhỏ ra, mình cho vào nhiều lần như vậy á, để bột nó dễ thấm hút nước hơn. Mình cho nước vào xong rồi, bây giờ mình trộn, mình đảo đều lên một chút để bột nó thấm đều nước. Bột mình trộn đã thấm đều nước rồi, bây giờ mình cho vào tô bột là 10g dầu ăn. Rồi bây giờ mình nhồi, mình nhào cho hỗn hợp bột này nó tạo thành khối mềm dẻo mịn. Đến khi bột hoàn toàn không còn dính tay và dính tô nữa là được nhé. Bột mình nhồi được khoảng 5 phút á, thì nó đã tạo thành khối rất là mềm dẻo mịn rồi. Bây giờ mình cho khối bột này ra một cái thảm hoặc là cái mâm cũng được. Mình rắc lên mặt thảm một ít bột mì như vậy á, để mình lăn, mình cán bột nó dễ dàng hơn, nó không có bị dính thảm. Bây giờ mình cán cho khối bột này nó mỏng ra, cái độ dày của nó khoảng 1mm. Mình cán cho miếng bột này á, nó tạo thành hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Mình cán đến khi miếng bột nó phẳng, nó mỏng, nó mịn ra như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu bột lên. Mình dùng cây cọ hoặc là cái muỗng, mình quét đều cái phần dầu bột này lên trên miếng bột. Mình quét dầu bột xong rồi á, bây giờ mình rắc đều lên miếng bột này một ít bột mì khô. Mình rắc bột mì xong rồi, bây giờ mình cuộn tròn miếng bột này lại. Mình cuộn bột lại như vậy. Bây giờ mình cắt, mình chia nhỏ bột này ra thành 4 phần bột nhỏ bằng nhau. Bây giờ mình lấy từng khối bột, mình bóp cho những cái mép bột này nó kết chặt lại, để cho cái phần dầu bột nó không có bị chảy ra. Những mép bột á, mình bóp cho nó kết chặt rồi. Bây giờ mình gấp đôi khối bột này lại, rồi mình túm, mình bóp cho 2 mép bột này nó kết chặt. Sau đó mình vo, mình nắn cho khối bột này nó tương đối tròn mịn. Rồi mình ấn cho khối bột này nó dẹp ra. Sau đó mình dùng cây lanh bột á, mình cán cho miếng bột này nó phẳng, nó mỏng, cái độ dày của nó khoảng 3mm. Mình cán cho cái bánh nó mỏng, phẳng, mịn, tương đối tròn như vậy là được rồi. Những cái còn lại á, mình tạo hình y chang như vậy nha. Những cái bánh á, mình đã tạo hình xong rồi. Công thức bánh này á, mỗi lần các bạn làm, các bạn có thể làm nhiều lên một chút. Mình tạo hình xong á, mình cho bánh vô hộp, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh.
Khi nào ăn á, mình đem ra mình chiên sau mình ăn cũng được, mình để mình dùng dần trong một tuần cũng được nha. Bây giờ mình sẽ đem những chiếc bánh này đi để mình rán mình chiên luôn. Bây giờ mình cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn và mình sẽ nấu ở mức lửa nhỏ. Nếu các bạn thích vỏ bánh nó giòn hơn á thì mình cho dầu ăn nhiều hơn một xíu nha. Bây giờ mình cho bánh vào, mình rán ở mức lửa nhỏ, cứ khoảng 20 giây á mình chợ bánh một lần. Bánh mình chiên nó chín vàng đều hai mặt như vậy là được rồi. Bây giờ mình gấp bánh ra cái dĩa có lớp chấm dầu để bánh nó thoát dầu ra. Những cái bánh còn lại mình cho vào, mình rán mình chiên y chang như vậy nhé. Công đoạn làm bánh của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Những cái bánh trông cũng rất là ngon. Hôm nay á, những cái bánh này mình ăn kèm với sữa đặc, mình chấm với sữa đặc ăn cũng rất là ngon. Hoặc là các bạn chấm kèm với tương ớt, hay là mình ăn kèm với xúc xích hoặc là dăm bông hoặc là thịt xông khói hay là trứng ốp la cũng được. Cái bánh mình mới rán xong á, cái mùi rất rất là thơm luôn. Và cái bánh này á, cái vỏ bên ngoài thì nó giòn, bên trong á nó dẻo dẻo dai dai và đặc biệt là nó rất là nhiều lớp. Cái bánh nó dai dẻo mềm mại không hề bị cứng. Khi mình ăn mình chấm kèm với sữa đặc, nó ngọt ngọt bùi bùi dẻo dẻo nữa ăn cũng rất là ngon. Khi xem video nếu các bạn đã thích món ăn này á thì các bạn thử làm nha. Chúc các bạn làm thành công và ăn thật ngon miệng. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem và theo dõi hết video của mình. Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bình Bình của mình nha.